Vô tình là mình có đăng một cái post ở trên Facebook. Ở đó thì mình có ghi là mình sẽ tiếp nhận những cái câu hỏi của các bạn, những cái thắc mắc của các bạn về cái chỗ Facebook này, và mình sẽ cố gắng trả lời. Thì bây giờ trong cái clip này mình sẽ lựa ra một số những cái câu hỏi mà mình cảm thấy là quan trọng và thực sự cần thiết và trả lời, thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn. Tại vì có rất là nhiều câu hỏi nó không có được, kiểu như là không có thực sự cần thiết phải là trả lời qua một cái clip như thế này, mà chỉ cần inbox nói chuyện riêng là được rồi. Thì mình sẽ cố gắng giúp đỡ các bạn, và nếu mà cái clip như thế này nó có hiệu quả, tức là nó giúp được cho nhiều bạn, nó giúp các bạn hiểu sâu hơn về cái trò này được, thì mình sẽ cố gắng duy trì cái thể loại clip như thế này. Bạn Lâm Nguyễn có hỏi là em chơi 7 tháng rồi thì có cần quan tâm đến góc quay chưa ạ? Thì cái vấn đề góc quay này, theo như quan điểm cá nhân của mình, thì mình nghĩ là nó còn tùy vào việc các bạn muốn các bạn chơi trở thành một người chơi cái trò này như thế nào nữa. Tức là các bạn muốn các bạn chơi lên tới nóc nhà, chơi lên tới đỉnh, nó sẽ khác với một bạn mà muốn chơi chỉ chơi cho vui thôi. Thì hai hai cái hướng đi nó khác nhau. Thì nếu mà chơi cho vui thôi thì theo như mình thấy thì cũng không có cần thiết tới cái góc quay. Tại vì cái góc quay này nó chỉ có tác dụng là nó giúp các bạn trở nên chuyên nghiệp hơn, trở nên là một người chơi nghiêm túc hơn. Đó thì nó cũng không có cần thiết. Nếu mà các bạn cảm thấy các bạn không có góc quay mà các bạn thấy chơi vui thì vẫn ok thôi, đâu có gì. Đó, cái góc quay nó chỉ có tác dụng khi mà các bạn muốn thi thố hoặc là các bạn muốn nộp clip cho những cái video mang tính là nó nghiêm túc thì mới cần tới góc quay. Đó, bản thân mình thì lúc trước mình chơi đâu tầm trên 1 năm mình mới có một cái góc quay, nhưng mà cũng không có ra hồn mẹ gì hết. Đó thì nhưng mà theo như quan điểm của mình thì mình thấy là không có góc quay nhưng mà nó khác với cái chuyện mà không có quay clip. Tức là bạn có thể quay clip trên một cái góc như cứt. Tốt nhất là nên quay clip, hoặc là cái góc nó không có cần đẹp nhưng mà tốt nhất là nên quay clip, tại vì khi mà lên clip thì các bạn mới có thể dễ dàng thấy được những cái khuyết điểm của bản thân mình. Đó, tức là quan điểm của mình là thực sự thì cũng không có cần thiết phải có một cái góc quay nghiêm túc, nhưng mà nên quay clip. Độ nặng chiều dài mod cho newbie khoảng bao nhiêu thì hợp lý? Thì về cái chiều dài của mod, theo như mình là một người quay thì mình cảm thấy là 20,5 đến 21 cm là hợp lý. Còn đối với những người chuyên về làm mod thì mình không biết, tại vì một cái thằng quay với một cái thằng làm mod thì có thể là nó sẽ bị bất đồng cái quan điểm. Tại vì làm mod thì thường là người ta sẽ ưu tiên cho vấn đề thẩm mỹ nhiều hơn là quay được hay không, nó không quan tâm tới chuyện quay được đâu, nó chỉ cần đẹp thôi. Đó thì về cái độ nặng của mod thì nó còn tùy vào cái tay của bạn nó như nào. Đó, ví dụ như là bạn là một cái thằng tay trâu thì nó sẽ khác với một cái thằng Citadel ốm yếu thì nó sẽ khác. Đó, bạn là một cái thằng học cấp 3 thì nó sẽ khác với một cái thằng học tiểu học quay. Đó, thì cái đó thì nó sẽ tùy vào cái tay chứ không phải là một cái dạng lý thuyết để có thể mà nói được ồ khoảng này là hợp lý, nó không phải như vậy. Tốt nhất là khi mà mua cái mod thì bạn nên tới trực tiếp cái chỗ mà bán mod cho bạn, bạn cầm cái mod đó lên quay thử, thấy được thì mua, chứ mà căn cứ vào lý thuyết để mua thì nhiều khi nó không có được như ý muốn. Vậy anh nêu tên mấy thể loại style ấy, smooth, patchy, kiểu dáng nó thường như thế nào? Thì theo như quan điểm cá nhân của anh, đúng hay sai thì anh không biết, nhưng mà theo như quan điểm cá nhân thì mấy cái thể loại style đó, như kiểu là môn phái như là phái Nga Mi, phái Thiếu Lâm gì đó thì nó không có tồn tại. Đó, tại vì theo như bản thân anh nghĩ thì nó chỉ tồn tại cái kiểu style là thuộc về cá nhân thôi. Tức là chỉ có những người đó mới quay được những cái kiểu như vậy. Ví dụ như là bản thân em cũng là một người sở hữu cái style riêng của bản thân mình, chứ không phải là style không phải là một cái dạng là như là trường phái rồi tất cả mọi người đều theo cái đó thì mới là đúng. Ví dụ như là một nhóm theo cái A, một nhóm theo cái B. Ví dụ như là Manowar thì cũng đâu ai biết nó theo cái gì đâu, nó muốn quay cái gì nó quay. Nên nó có cái màu riêng của nó chứ không phải là nó theo một cái gì đó mà đã đề ra sẵn rồi thì nó học theo, không phải như vậy. Đó, thì theo như bản thân của anh thì nó muốn quay cái gì nó quay thôi, nó thể hiện được cái màu riêng của bản thân nó là được, chứ không nhất thiết là không có tồn tại cái thể loại mà theo một cái trường phái nào hết trong cái trò này. À, mình làm clip này trong 2 ngày cho nên là đồ nó có thay đổi tí, tại vì không có ở dơ, có tắm.
Thì mình xin trả lời một cái câu của bạn Nguyễn Duy, đó là anh tìm và học các combo từ channel YouTube nào ạ? Thì mình nghĩ cái vấn đề này nó là một cái thắc mắc chung của những bạn mà mới chơi thì không hiểu những cái người chơi lâu người ta tìm những cái combo. Ví dụ như mình là hướng dẫn liên khay thì mình làm sao mà moi ra được những cái liên khay kiểu như vậy để mà hướng dẫn. Thì mình xin nói một tí, đó là những người mà chơi lâu, chơi tầm 3-4 năm trở lên thì như mình là 7 năm, thì thường là làm ra một cái combo đó là hoàn toàn là tự nghĩ ra hết, không có dựa vào cái của ai hết, không có coi hướng dẫn của ai hết. Thì các bạn nào mà mới chơi thì cũng hiểu được cái cảm giác mà làm ra một cái combo nó như nào, chơi tầm 3 tháng là biết cách làm combo rồi. Đó thì cái việc tụi mình nghĩ ra những cái combo nó cũng tương tự như các bạn làm thôi, chỉ có cái là nó hơi cao cấp hơn. Đó, cũng giống như là các bạn xây một cái sinh tố, một cái ly sinh tố. Thì mới chơi thì các bạn sẽ đi tìm mua những cái loại trái cây về, tương tự với cái việc các bạn học những cái trick trên mạng. Đó thì chơi mà nó không có kinh nghiệm thì sẽ mua những cái loại trái cây nó hơi tạp nham tí thì bỏ vô thì xay ra nó không có ngon. Đó còn chơi mà nó hơi lâu tí thì xay ra được một cái ly sinh tố mà nó biết kết hợp những cái trick mà nó hợp với nhau thì nó sẽ ra một cái loại sinh tố mà nó uống được hơn. Còn những người chơi lâu, thật là lâu thì người ta biết cách thêm sữa, thêm đường, thêm đá vào thì nó sẽ đặc biệt hơn. Đó là lâu hơn nữa, có kinh nghiệm hơn nữa là thì người ta sẽ biết cách chọn những cái loại trái cây nào mà nó cái giống trái cây nó ngon hơn là bình thường. Đó đó là những người mà chơi lâu năm thì người ta sẽ làm ra được một cái combo nó chất lượng hơn là các bạn xây ra được chỉ là một cái ly sinh tố bình thường thôi. Đó thì nó khác nhau ở cái chỗ đó, ở chỗ kinh nghiệm. Và mình xin phép được dừng cái clip này ở đây. Nếu mà thấy hay thì các bạn có thể like và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Và nếu mà có câu hỏi gì thì cứ để lại comment ở dưới, mình sẽ làm clip giải đáp trong cái video kỳ tới. Và mình sẽ cố gắng duy trì những cái clip kiểu này nếu mà nó có tác dụng đối với các bạn. Yeah, bye bye.